dân biểu bảo vệ dân biểu, chiêu trò bảo trợ hay kích động chống phá. Mới đây, vụ việc ông André Jung, dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, tuyên bố nhận bảo trợ cho Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, viết tắt là LPSD, đang thụ án 5 năm tù về tội trốn thuế dưới danh nghĩa của chương trình dân biểu bảo vệ dân biểu của Quốc hội Liên bang Đức. Theo ông André Jung, Đặng Đình Bách là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường và khí hậu. Việt Nam bắt giam Đặng Đình Bách đã bị các nhà quan sát độc lập xem là một biện pháp chính trị để triệt hạ tiếng nói phản biện về chính sách khí hậu. Sau khi hết lời tung hô, tô vẽ Đặng Đình Bách, vị dân biểu Đức viết rằng: "Điều cốt yếu nhất mà tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Việt Nam là cần trả tự do cho ông Bách ngay lập tức." Một blogger đánh giá, chiêu bài can thiệp nội bộ Việt Nam của ông dân biểu André Jung không có gì mới, vẫn chỉ là bổn cũ soạn lại của các thế lực xấu, đồng lõa, tung hô, cổ suý, tâng bốc, những kẻ vi phạm pháp luật nhằm kích động chống phá Việt Nam. Đối với Đặng Đình Bách, hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này là rất rõ ràng, không liên quan đến các hoạt động bảo vệ môi trường, mà rõ ràng lợi dụng danh nghĩa này trục lợi cá nhân. Theo cáo trạng, Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, viết tắt là LPSD, là tổ chức khoa học công nghệ do cá nhân thành lập. Lĩnh vực hoạt động là nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài dự án, đề án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về pháp luật và chính sách phát triển bền vững. Bị cáo Đặng Đình Bách được bổ nhiệm là giám đốc trung tâm từ năm 2013. Quá trình điều hành hoạt động của trung tâm, Đặng Đình Bách đã liên hệ với các tổ chức nước ngoài đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai các chương trình dự án. Tuy nhiên, khi nhận tài trợ, trung tâm LPSD không làm thủ tục xin phê duyệt, không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, trung tâm LPSD đã nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong nước và nước ngoài, thanh toán hợp đồng dịch vụ tài trợ cho trung tâm. Cơ quan tố tụng xác định Đặng Đình Bách có hành vi trốn thuế hơn 1,38 tỷ đồng. Hành vi của Đặng Đình Bách đã xâm phạm quy định của nhà nước trong lĩnh vực thuế. Ở Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Một cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là tội trốn thuế như Đặng Đình Bách, thì việc bị bắt khởi tố là điều dĩ nhiên. Phiên tòa xét xử Đặng Đình Bách đã diễn ra công khai, đúng người, đúng tội, không oan sai. Luận điệu xem đây là một biện pháp chính trị để triệt hạ các tiếng nói phản biện về chính sách khí hậu là hồ đồ, vô căn cứ, xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn. Tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do bày tỏ chính kiến, là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như mọi quốc gia trên thế giới, người dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do bày tỏ chính kiến, nhưng phải trên tinh thần xây dựng, mang tính tích cực và phải trong khuôn khổ của pháp luật. Việt Nam không cho phép bất kỳ ai được lợi dụng phản biện xã hội để gây nhiễu thông tin, làm rối tình hình, kích động, hòng tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. Ở Việt Nam, những đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đây không phải là biện pháp chính trị để triệt hạ các tiếng nói phản biện như cách nói của ông André Jung. Giọng điệu, thái độ trong thông báo của ông dân biểu André Jung là hết sức hồ đồ, sai trái, xuyên tạc sự thật về quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, vu cáo chính quyền Việt Nam. Ông André Jung kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Việt Nam cần trả tự do cho ông Bách ngay lập tức là việc làm vô lối, vi phạm nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác theo luật quốc tế.